Rồi, xin chào các bạn. Mình là Hải Vũ. Và hôm nay nhà vườn Pháp Ngô mình đang chỉnh sửa một cây Nguyệt Quế Hương các bạn. Cây này có cái thân rất là to. Và sau thời gian nuôi trồng thì cây nó đang phát triển rất tốt các bạn. Và bây giờ chúng ta chỉnh sửa cho nó gọn lại, cho nó và cây Nguyệt Quế Hương này nó đang phát triển rất là tốt. Thì nhà vườn chúng ta chỉ cắt gọn lại thôi các bạn. Thì cây này nó cũng lai cành nó cũng đều đặn và đầy đủ rồi các bạn, nên không cần phải chỉnh sửa gì nhiều. Nguyệt Quế Hương này có cái thân rất là to và già các bạn. Tương lai mình như thế em đi lòng anh sao? Quay lại để vô đi trồng đẩy vô hết đi sang đạt thuyền.
Và sẵn đây mình cũng giới thiệu cho các bạn về một số cây nữa các bạn. Thì số cây ở trong vườn nhà mình hiện giờ cũng đang có một số cây cũng rất là đẹp. Và cây này là cây cây khế các bạn. Cây khế này có bộ rễ khá là đẹp và rất là già cây các bạn. Cây khế này có cái chậu rất là đẹp các bạn. Và cây khế này anh Phúc Ngô cho giá luôn cho chúng ta luôn là 15 triệu. Các bạn xem lại là giá này là giá tại vườn các bạn, không tính ship, không bao ship. Cây này nếu mà tính về cái hành rễ, hành đế này thì tầm khoảng 100 á các bạn, rất là to. Các bạn nhìn này. À, nhà vườn mình là ở 874 Phan Du Trinh, Tam Kỳ các bạn. Đối diện với lại sân bóng Quảng Nam các bạn, rất là dễ tìm. Đó. Nhà vườn mình cũng đang có một số cây cũng khá là đẹp, đang cần giao lưu. Và trước mặt chúng ta đây là một cây vú sữa. Các bạn nhìn cái bộ đế của cây vú sữa này. Cây vú sữa này nó bộ đế này nó tràn ra khỏi miệng hồ luôn các bạn, miệng chậu luôn, rất là đẹp. Và nhà vườn mình còn rất là nhiều cây trần giao lưu các bạn. Đó, các bạn xem và chiêm ngưỡng. Và nếu giao lưu thì hãy điện thoại trực tiếp cho Hải Vũ. Đó. Hoặc là các bạn đến thăm vườn. Vườn nhà mình là 874 Phan Du Trinh, Tam Kỳ các bạn. Và cây này là cây mai chiếu thủy, nu gò công các bạn. Và cái mai này, mai chiếu thủy này là mai lá rí. Thân tàn rất là mịn rồi các bạn. Và cây này tầm khoảng 2 gang tay. Chiều cao tầm khoảng 2 gang tay. Các bạn xem cấu trúc. Làm bonsai mini để bàn các bạn. Và tiếp tục giới thiệu tới các bạn, đây là một cây trang hồng phấn các bạn. Đó. Có hoa rất là đẹp. Đó, các bạn xem lại cái bộ đế của cây trang hồng phấn này. Đây một cốt các bạn. Và chiều cao của cây trang này thì tầm khoảng 80 đến 1 mét các bạn. Có cái chậu cũng rất là đẹp. Rất chậu xưa các bạn.
Và nhà vườn mình đang còn rất là nhiều cây cần giao lưu, như là giấy Mỹ nè các bạn, và khế, trang, các loại. Và các bạn nhìn trước mặt chúng ta đang có một cái hình thú, hình người các bạn. Hình này theo như Hải Vũ đặt là gọi là dị nhân các bạn. Nó giống một hình con người rất là dị nhân. Đó. Và cây này là cây nhãn rừng các bạn. Cây nhãn rừng. Cây nhãn rừng này có chiều cao tới ngọn tầm khoảng 1 mét các bạn. Và có cái bộ thân tầm khoảng 70 cm.